Tính đến 6 giờ sáng nay 31 tháng 7, Bến Tre có thêm 7 ca mắc Covid-19, trong đó quyện Ba Tri có 4 trường hợp, có địa chỉ cư trú tại thị trấn Ba Tri. Quyện Mỏ Cày Nam có 2 trường hợp, địa chỉ cư trú tại xã Bình Khánh. Quyện Dòng Trơm có 1 trường hợp, địa chỉ cư trú tại xã Long Mỹ. Tất cả 7 ca mắc mới này đều được phát hiện trong dùng cách ly phong tỏa. Cộng dồn số ca dân tính với SARS-CoV-2 toàn tỉnh lên 764 ca.